Ơi, hello, chào các bạn nha. Hôm nay mình xuống cái ao này nè các bạn. Cái ao mà mình đã gài ếch nè các bạn. Cái ao mình gài ếch, cái ao này dữ dằn luôn các bạn. Bây giờ nó cạn như gì nè các bạn. Cạn luôn rồi, nhân bữa nay nhân chạy ra thử mà này. Không gài cạn mà cha nhân đâu có hay đâu. Quá trời cạn luôn các bạn ơi. Dưới này bố hổng đĩa dữ lắm. Ở đó thì em ơi, anh xuống khám phá như này chút xíu coi có cá cạn gì không. Trời ơi, ủa sao lại bước xuống đây thì tới đây cái muốn tới cái bìa bên kia là ta mau vậy. Ở dưới này hả, dai không rồi các bạn ơi. Thôi ôi quá trời cá luôn mà nó chết trơn à. Nào các bạn, cá chết thành khô luôn nè. Nhân đi gờ gờ tới chút rồi, đi cẩn thận chứ gai không à bạn ơi. À, công nhận hồi đó nước dữ thiệt mà bây giờ cạn queo luôn các bạn ơi. Cạn. Có ai đặt cái lọt nãy sót dưới này các bạn? Để mình thảy lên rồi, về mình lấy cái mẫu đó các bạn. Mình lấy cái mẫu đó. Mình lấy mẫu đó mình sẽ đặt cá các bạn. Hàng cua ở dưới này nhiều lắm. Công nhận thiệt, mau cạn thiệt. Mới có từng mấy gì hả, không có ra đây mà bây giờ ra đây nó cạn cỡ này nè. Nè có dấu người ta đi lợi đây, ta bắt nè. Cái lọp đâu rồi, lấy lọp lại đằng này em coi 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 nghiên cứu. Rồi lấy lọc rồi. Này ngồi nè. Bây giờ quay. Hay. Trời tưởng này tưởng đâu da gắn. Đây. Mình lụm được cái lọc nè các bạn. Mình để cái lọc này đây đi chút xíu nữa mình về mình lụm cái lọc này về mình nghiên cứu nha các bạn. Lọc này của mấy ông anh đặt sót lại nè. Chứ đâu có ai lấy đâu mà mấy ông đặt sót dưới cái hầm này các bạn. Giờ hai chồng của nhân chạy xe qua bên kia các bạn, có cái mương nước bên đây chắc cạn rồi đó, coi có cá không mà nhân sẽ bắt nữa các bạn. Nãy nhân chạy đi dọc đường nhân mua được mấy trái bắp nè các bạn, mà giờ cảm thấy cũng đói bụng rồi, chắc hồi nướng luôn á các bạn. Chim luôn kìa. Thôi lúc lắc quá. Mình đi kinh củi ra đây nướng mấy chấp ập ăn chơi các bạn ơi. Nè thấy không, hang cua ở đây quá trời luôn. Quá. Nó văng lứ ngay chỗ đó đó.
nó giăng lưới rồi mình tính đi lại cái mương mà có người giăng lưới bắt chim mà các bạn ơi, cho nên mình không có lại chỗ người ta, mình phá người ta mất công. Cho nên nhân chạy qua đây kiếm củi chán quá, kiếm củi nướng mấy trái bắp ăn. Tính qua bắt cá mà vẫn có một người. Có một người nào người ta giăng lưới chim đó các bạn. Mình chạy ở ngoài là lùa mấy chim vô dính quá trời dính luôn. Ai kiếm củi thôi. Đây nè, củi nhóc nè. Mình nghĩ rằng như đây chắc đủ rồi đó các bạn. Nào thiếu nữa mình nè. Nào thiếu nữa mình đi hai trận đi. Đó, củi các bạn rồi. Cầm máy rồi. Vô giác thì nó được. Hả? Đó. Giờ mình đốt lửa lên. Bắp ăn bạn ơi, dẫn xe qua xíu là được thôi. Chim rồi. Giờ mình bộ chán rồi, bây giờ mình đi lại đây mình nướng bắp ăn luôn. Cháy dữ. Giờ mình đốt lửa cháy lên rồi mình nãy cũng mua mấy trái bắp các bạn ơi, mình nướng. Nướng ăn coi các bạn. Rồi, bắp này bắp hai trái, ba trái này 23.000.
chơi. Thảy vô đống lửa thì hồi có ăn thôi. Có lửa, đốt cháy. Quá trời củi ở đây luôn. Đây, các bạn ơi, đốt lửa rồi. Mình đi tính đi bắt cá các bạn, mà qua bên kia có người ta dân, có người ta dân tài lứ đó các bạn. Ta dân tài lứ, người ta bắt bắt mấy chim cu á, mấy chim cu nhỏ nhỏ đó các bạn. Cho nên nhân không có qua đó nữa, người ta đang dân lưới bển mình qua gì bạn. Rồi cho nên nhân quẹo qua anh đây rồi tính đi bắt cá, mà bên kia cái mương bên kia cạn rồi bạn ơi. Thấy chưa, lọc rồi chưa? Đây nướng luôn vậy, nướng luôn bạn ơi, nướng luôn bạn ơi. Nướng bắp luôn. Lửa khủng khiếp, lửa luôn. Kệ có sao đâu, lộc bớt bớt vỏ nhiều quá dở. Xui rồi bạn ơi, đi bắt cá mà bị người ta giăng lưới chỗ đó rồi, xui. Cái này nướng còn tròn còn chín nữa. Lửa ở đây quá trời lửa luôn bạn ơi. Rồi mình chờ đợi cho nó chín ăn thôi bạn ơi. Thành quả nãy giờ nè cả nhà ơi, mà nó khét hết trơn rồi. Hả, chín không? Không, không chín mình xọt cái cây vô mình nướng tiếp. Chút nữa hả? Đó lửa gì nè, lửa gì đó là anh nướng là vừa đó. Làm như không? Chín áp quá. Không có cái dao. Nó chọt nữa. Sao chọt vô được đây? Con nhỏ này. Đúng rồi. Đó. Cắn nhái ở đâu đó? Thôi. Chín luôn rồi. Trời ơi, này có ngăn nè. Không.
trái 10.000, 10.000 một trái. Chết cha. Cái gì? Bị tay rồi. Chưa đâu em, nó chưa đâu. Có chiều á, 4-5 giờ không á. Rồi. Rồi mình nướng bắt xong không bạn ơi? Bắt cá không có, nướng cho bắp khét vô luôn các bạn. Mời các bạn ăn bắp cho mình nha. Đi bắt cá mà không có bạn ơi. Bên kia nó văng ta lứ rồi sao dám lại. Lại nó ra nó gượng quánh chạy không kịp. Cái dũng đó cá nó cạn các bạn. Nó lại nó kiếm cá bắt. Nó lại nó thấy nó văng ta lứ bắt chim rồi. Chó quá nhỏ mà đồng bạn. Này mình nướng mồi nha bạn, dơ lắm. Còn nướng gì nữa. Ăn bữa nay chắc dễ sình bụng luôn quá. Cái Dũng sau lưng cá quá trời cá luôn mà không rồi không hay không cạn. Chúng ta bắt chưa? Cá rô con bự bự không chết đóng chứ. Còn bộ chân khô. Bị nhóc dữ. Mua quá. Mua rồi bạn ơi. Mưa. Trời mưa. Rồi. Rồi. Trong đâu? Mưa to luôn mấy bạn ơi. Qua ngay lụm cây này trốn. Để con ăn hết cái bắp của hả mưa không ơi. Mưa ơi. Các bạn thấy cho mua không? Chắc các bạn không thấy đâu ta. Ừ.
Nướng bắp ăn bị mưa bạn ơi. Chỗ một bóng cây luôn. Thôi rồi, à, mưa. Các bạn coi nè. Mưa ướt chiếc xe mình rồi đó phải không? Mà mình nướng núp trong cái cây. Các bạn chờ mưa nè, xe ướt nhẹp luôn nè, các bạn thấy không? Nó đó, hột mưa rớt đó, đó đó đó. Mà giờ nhân không có chỗ trốn luôn, đi bắt cá có mấy cái bắp mà đói qua nướng ăn luôn mà bắt không được con cá nào hết trơn. Người ta thôi bây giờ nhân về nha các bạn, dầm mưa về nha, bye các bạn nha. Bữa nay mình xui nha các bạn, đi bắt cá mà bên kia người ta trời ơi được. Chạy giữa nhẹp luôn các bạn ơi. Chạy về tới nhà ướt nhẹp luôn, đi bắt cá đi tính các bạn mới mua bắt cá các bạn. Mưa kia bữa nay cạn lắm rồi, tính tác bắt mớ cá ra thấy người ta dân ta lứ ngang bắt măng con chim thôi, quay đầu trở lại có mấy trái bắp thì thôi sẵn nướng luôn các bạn ơi. Vừa ăn xong trời mưa tới đây các bạn, mình đi về mình thu nhập được cái lợp nè các bạn, cái lợp của mấy ông anh đặt cá, mấy ông anh làm sót nè, mà nó dẹp nó hư như vậy nè các bạn. Để cái này nhân sẽ sửa lại nha, nhân sẽ sửa lại và nhân sẽ làm theo cái lợp này, sau này mình làm theo nên giống như cái lợp này mình đặt cá các bạn. Về thu nhập được cái lọp, mới lọp lọp bạn, nhà tối quá đèn nhân bắt đèn lên bạn ơi. Đây. Nhân đi ngoài nhân lụm được cái lọp các bạn. Nhân sẽ đại tu cái lọp này lại ha. Rồi nhân sẽ đi đặt cá mà chắc sang năm các bạn ơi, chứ bây giờ nước cạn hết trơn rồi, cá đâu còn nữa đâu đặt. Nãy nhân cho mà đồng rồi, đi về nó lợp nó hôi quá, lợp có mấy con cá chết lâu quá, nó hôi quá. Thui quá. Nãy nhân đi vòng ra chợ, cái nhân mua được 3 trái bắp. Cái nhân về ngăn rượu rủ vợ mình đi qua bên kia ta bắt mấy con cá dưới mương, ai ngờ đâu đi gặp trời mưa luôn các bạn nè, mưa nè, hên là nhân chạy về nha, phải ở ngoài luôn, nãy giờ thành con chuột lột con ngoài rồi, chạy về tới nhà mới ướt nhẹp hết trơn à. Nhờ nhân chạy xe về nha, chứ không thôi là ở ngoài ướt nhẹp luôn rồi bạn ơi. Thôi nhân chào tạm biệt các bạn nha các bạn, hẹn gặp lại các bạn những clip sau nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nha các bạn, để mình có động lực làm thêm những video tiếp các bạn ơi. Bye. Chào tạm biệt các bạn.